Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ AC Milan và câu lạc bộ Juventus. Đây là trận đấu thuộc vòng 9 giải vô địch quốc gia Italia và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 23 tháng 10 theo giờ Việt Nam, và theo đánh giá thì câu lạc bộ AC Milan sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Juventus với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5, mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của AC Milan và Juventus thì AC Milan đang bất bại trước Juventus với 2 trận thắng và 3 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của AC Milan thì AC Milan thắng 4 và hòa 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Juventus thì Juventus thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Juventus được chấp 0,25 hoặc là kèo đồng nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Juventus gặp lại AC Milan thì bị đánh giá cửa dưới và còn phải đi làm khách. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với AC Milan thì mình thấy là Juventus họ cũng không thua kém gì AC Milan là mấy đâu. Thứ hai nữa thì cũng chưa kể là nếu như trận đấu này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Juventus, chúng ta cũng chỉ từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Những lần đến làm khách trên sân của AC Milan trước đây thì mình thấy là đa phần Juve mặc dù không thắng nhưng mà họ cũng có một số trận cầm hòa được AC Milan. Và thời gian vừa qua thì phong độ của Juve cũng đang rất là tốt, thì biết đâu đây sẽ là lần đầu tiên cho Juve đá bại được AC Milan sau 5 lần đối đầu trước đó không thắng thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tư tưởng mình ưu tiên chọn Juventus, lựa mức kèo được chấp 0,25, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Với phong độ đang ổn định cộng với hàng thủ chơi cũng chắc chắn thời gian vừa qua thì mình nghĩ ít nhất trận đấu này Juve họ sẽ kiếm được một điểm trên sân của AC Milan. Chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta chọn Juve được chấp, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì mặc dù là những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần nó cũng không có được nhiều bàn thắng được ghi. Tuy nhiên thì do thời điểm hiện tại thì phong độ của hai đội bóng này nó cũng đang rất là tốt và hiệu suất ghi bàn ổn định, thì mình nghĩ trận cầu này nó sẽ khác hoàn toàn so với những lần đối đầu trước đó. Dự đoán trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ cầm chừng nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc 2-1 nghiêng về cho Juventus. Từ đầu thì có thể là hai đội sẽ còn một chút thận trọng, cho nên là mình dự đoán là có thể là sẽ chưa có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh cho kèo tài trận đấu này hạ còn từ 2 trái trở xuống các bạn hảo vào nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với thực lực cũng không thua kém về đội chủ nhà và phong độ đang ổn định thì có thể là Juve họ cũng sẽ không thua AC Milan ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 Juve mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Juve kèo đồng nha và đá tài 0,75. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Juventus và tài, ở hiệp 1 cũng vậy nha. Ưu tiên đánh tài cả trận và hiệp 1 trận đấu này. Chúc anh em may mắn.